Cửa hàng thiết bị y tế Quỳnh Gia xin kính chào mọi người. Hôm nay cửa hàng thiết bị y tế Quỳnh Gia xin giới thiệu với các bạn về cái mẫu quần cột dây dành cho người bệnh hoặc là những người bị chấn thương vùng lưng, vùng chân hoặc là sau phẫu thuật chân lưng mà không bất động, không cử động được, thì chúng ta sử dụng cái quần này rất là tiện cho vấn đề về đi vệ sinh. Thì ví dụ như là cái chân nào không có chấn thương thì chúng ta cho vào cái ống quần nguyên, còn cái chân nào mà đã có vết thương hay là phẫu thuật đó thì chúng ta cho cái quần phía bên cột dây vào trong cái chân bị chấn thương. Như vậy thì khi tiểu tiện sinh hoạt gì đó thì hạn chế di động làm đau người bệnh. Ngoài ra thì bên mình cũng phân phối những cái mẫu như là gáp giường bệnh, quấy dành cho sản khoa, phụ nữ sau sanh, rồi áo blue, quần blue. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0907 694 868 Mít Tân Nguyên. Xin kính chào mọi người ạ.